Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ review nhanh về Strays, một warrior hệ dog. Và dù chỉ mới ra mắt khoảng chừng 3-4 ngày gì trở lại đây thôi, nhưng mà danh tiếng của Strays nó đã vang khắp cái cộng đồng Epic 7. Và thậm chí là ngay cả ngày ra mắt, Strays cũng đã chém đôi cái server, phải làm cho nhà phát hành tốn thêm 7 tiếng để bảo trì thì sau đó mới có thể chơi được. Thì đây chính là Strays các bạn, một màn ra mắt rất là chất lượng. Về start của Strays thì start rất là đẹp. Strays là một warrior thiên về tấn công, và attack của Strays là 1228, thuộc cái ngưỡng là khá cao. Máu và def thì cũng thường thôi, không có cao lắm. Máu thì là 5007 và def là 553. Speed ở ngưỡng 109, gọi là có thể chấp nhận được cho cái việc là làm sát thương chính. Và đặc biệt là critical hit chance 23%, critical hit damage 165%, nhận được hai cái cộng vào, hai cái chỉ số rất là quan trọng cho việc gây sát thương. Thì nhìn chung, nhìn tổng lại thì cái chỉ số của Strays rất là đẹp, rất là phù hợp cho cái việc là gây sát thương cho tiềm định. Mình qua cái bộ chiêu của Strays đi thì chắc là sẽ bắt đầu từ chiêu 1 trước đi ha. Chiêu 1 Strays đơn giản là tấn công một cái địch và nhận 20% combat readiness, thì nó chỉ đơn giản vậy thôi. Cái 20% combat readiness này nhiều lúc nó sẽ rất là ấn tượng các bạn, khi mà các bạn dùng chung với lại những cái team có dual attack hoặc là counter attack, nó sẽ giúp cho Strays có thể tới lượt rất là nhanh. Thì đó là cái chiêu 1 của Strays. Chiêu 2 của Strays thì Strays sẽ tấn công tất cả các địch và sẽ xóa hai buff. Nếu như lượng attack của Strays mà cao hơn lượng attack của kẻ địch thì cái chiêu này sẽ xuyên kháng. Chỉ đơn giản là Strays có lượng attack cao hơn thôi thì chiêu này lập tức xuyên kháng. Và khi mà có ít hơn, tức là có 3 kẻ địch hoặc ít hơn, thì sát thương sẽ càng tăng thêm. Cái chiêu này là rất là tuyệt vời các bạn, với chỉ 3 lượt cooldown. Các bạn có thể dùng một cục lửa để soul burn, và các bạn có thể gọi là giảm cooldown đến mức là lượt nào các bạn cũng có để xài á. Thì các bạn đã có một cái chiêu mà xuyên kháng strip 2 buff. Đây là một cái counter rất là tuyệt vời cho những cái team nhiều buff như là McCloy chẳng hạn, hoặc là Roana nè, hoặc là những cái buff bất tử khó chịu của Kayron chẳng hạn, hoặc là của Sinful Angelica. Nếu như các bạn nào đã có khó khăn khi gặp Sinful Angelica 200 resistance, đó là nó đứng đó hoài luôn á, thì Strays có một câu trả lời rất là thẳng thừng cho cái team đó là chiêu 2. Và lượng sát thương của cái chiêu 2 này cũng không phải là ít đâu các bạn. Nếu như các bạn phối hợp gọi là chuẩn, có phá giáp, có buff attack đầy đủ, thì dù cho team địch có 4 đứa, cái chiêu 2 này nó cũng đóng vai trò một cái chiêu cleave rất là mạnh. Và nếu như mà team địch có 3 đứa trở xuống, có thể thấy là trong guild war thì cái chiêu này sát thương lại càng tăng thêm nữa. Trong guild war thì các bạn có thể dùng Oxlot đẩy lên và thử chơi cái chiêu 2 này, thì nó có thể nó càng được những cái hero mà gọi là máu giấy bên team địch luôn, nếu như các bạn build Strays theo kiểu full sát thương. Thì đó là cái chiêu 2 của Strays các bạn. Sát thương rất là cao mà về mặt đa dụng thì cũng rất là đa dụng. Và cuối cùng, tiết mục chính của chúng ta ngày hôm nay chính là cái chiêu 3 của Strays. Tấn công kẻ địch, tất cả các kẻ địch. Và đòn này sẽ xuyên giáp một kẻ địch với lượng gọi là lượng máu tối đa mà cao nhất bên team địch. Đòn xuyên giáp này sẽ là 30%. Tuy nhiên nếu như Strays có chỉ số attack cao hơn chỉ số attack mà cái hero mà bị xuyên giáp đó thì sẽ tăng thêm lượng xuyên giáp này. Cái chỉ số tăng thêm nó sẽ phụ thuộc vào cái chênh lệch giữa attack Strays và attack của hero team địch. Lên đến lượng xuyên giáp là 100%. Thì cái chênh lệch này mình nghĩ á, ví dụ như team địch có một hero có 1000 attack đi, Strays có 2000 attack, là coi như Strays đã cao hơn hero team địch 100% attack rồi. Thì mình nghĩ như vậy, có nghĩa là coi như đây là một cái chiêu free phá giáp, không phải phá giáp mà là free xuyên giáp luôn, như là con Watcher Suri á, nếu như các bạn có dùng Watcher Suri. Rồi thì free xuyên giáp một đứa rồi tấn công toàn bộ kẻ địch. Và sau khi mà tấn công xong thì Stray sẽ nhận được một cái buff là Invincibility, nghĩa là miễn nhiễm sát thương trong một lượt. Chiêu này có cooldown là 6 lượt các bạn, max lên thì sẽ có cooldown 5 lượt, cũng không phải là quá lâu. Đồng thời là chiêu này có cái animation cực kỳ ngầu luôn, là chém đứt 3 hành tinh, 4 hành tinh chứ, chém đứt 4 hành tinh, coi như là 4 đứa bên team địch luôn á, và một đứa bị one shot tới chết.
Thì đây, nếu như mà các bạn quan tâm đến tin tức bữa giờ thì các bạn có thể thấy là Strays có thể gây một lượng sát thương cực kỳ khủng khiếp với cái chiêu 3 này, cực kỳ khủng khiếp, có thể lên đến 50.000 máu. Các bạn biết đó, có hero nào mà có được 50.000 máu để chịu được cái đòn này đâu. Cho nên đây là một cái đòn mà là nó rất là kinh khủng về mặt sát thương. Không những là trong PvP mà thậm chí trong PvE nữa, thì PvE boss hunt có 5 con boss là Wyvern, Golem, Banshee, Azimanak và Kaydes, thì con Strays này nó one shot hết 4 con boss. Không one shot thì cũng là team đi nhanh. Ví dụ Wyvern thì khó one shot lắm, cho nên là sẽ là team đi nhanh thôi. Nhưng mà Banshee, Golem với Azimanak là coi như nếu mà có setup đủ là one shot luôn. Một cái chiêu 3 là tiễn luôn con boss lên đường. Cho nên là vừa đẹp mà phát sát thương vừa cao, mà độ đa dụng cũng rất là nhiều. Đa dụng ở cái chỗ là có thêm một cái buff Invincible sau khi chơi chiêu xong, nghĩa là miễn nhiễm sát thương. Trong arena nếu như hơn đó, thì các bạn có thể counter luôn Arbiter Village, counter luôn những thể loại mà đội mồ sống dậy chơi tiếp đó, thì cho dù là nguyên team địch có đội mồ sống dậy bằng McLuey hay là Roana đi nữa, thì lượt sau Strays nó quăng cái chiêu 2 này vô người thì cũng giặt dẹo tới chết. Do đó mà Strays rất mạnh các bạn. Ừ, khỏi phải bàn, rất là mạnh. Về chức năng của Strays trong PvE là rồi one shot hết mấy con boss trong hình rồi. Đi farm thì cũng ổn ha. Bây giờ thì ít có ai mà đi farm mờ kiểu một farm mờ rồi kéo ba con phút lắm, cho nên là hero nào thì đi farm cũng được. Nhưng mà Strays thì đặc biệt farm cũng khá tốt, bởi vì có thể one shot được mấy cái con creep mà châu châu á bằng cái chiêu 3 này. Rồi đi raid, đi những cái content PvE khác thì mình chưa có thử hết, nhưng mà chắc là cũng mạnh đó, với cái lượng sát thương áp đảo như vậy. Thì đi đâu mà chả được. Qua đến PvP thì thôi khỏi nói, là những cái team mà tăng cờ từ xưa đến giờ mà gây khó chịu ức chế cho các bạn á. Ví dụ team Fallen Cecilia nè, team Crow, rồi team gì đủ thứ hàm bà lằng, Dockovus các kiểu á. Bây giờ Strays nó chỉ cần quăng một cái chiêu này vô thôi là một con tăng cờ bên kia lên đường. Rồi nếu như mà các bạn dùng cleaver, tức là có setup buff attack, có phá giáp đầy đủ các thứ, thì các bạn chém cái chiêu 3 này một phát. Thường thường nếu như các bạn đi cleaver truyền thống á, cái con mà gây sát thương chính của bạn lỡ mà nó không đủ sát thương để mà giết tăng cờ bên địch đó, mà lỡ con tăng cờ đó là McLuey chẳng hạn, con McLuey nó thường nó sẽ hồi sinh nguyên cái team địch dậy và team địch sẽ counter mà nguyên team bạn chết hết, đúng không? Thì bây giờ Strays với cái chiêu này thì những cái thể loại mà như là McLuey hay là Roana, ông Roana không có hồi sinh, đứa nào hồi sinh ta, Ruel Upline, bây giờ nó chặt một phát là chết well. Thì nhìn chung các bạn PvP arena chủ yếu là để counter những cái team mà tăng cờ. Guild Wars thì Stray cũng rất là mạnh. Trong real time arena thì nó vừa mới reset mùa rồi các bạn, cho nên là cũng chưa có thử nhiều. Nhưng mà theo mình nghĩ với cái lượng sát thương như thế này thì nó sẽ gọi là Stray sẽ là một cái lựa chọn khá là tốt để mà anti những cái team tăng cờ. Ví dụ như hồi xưa các bạn có thể thấy những cái thể loại là pick rất là nhiều tăng cờ. Ví dụ kinh nghiệm của mình đi, thì mình thường pick là Oxlos nào, xong rồi những cái lựa chọn mà cleaver đó, thì bên team địch sẽ có những cái lựa chọn để đáp lại là những con tăng cờ trâu bò. Thì lúc đó là thấy ai mà chơi team cleave là chắc thấy ngán ngán rồi. Nhưng mà bây giờ nếu như mà team địch pick quá trời tăng cờ luôn á, thì những cái lựa chọn cuối cùng bạn pick Strays vô là coi như team địch sẽ lúng túng liền. Rồi thì mình nói sơ qua về cách lên đồ cho Strays đi. Thì rất là nhiều cách lên đồ các bạn, bởi vì là cái lượng sát thương chiêu 3 nó quá khủng đi, cho nên là rất là thoải mái. Các bạn không cần phải tối ưu hóa sát thương đến mức cao, mà chỉ cần thường thường thôi, rồi những cái chỉ số khác các bạn đưa vào những cái lựa chọn khác, ví dụ như speed nè, hoặc là các bạn có thể build bruiser máu và def, hoặc là các bạn cũng có thể dựa vào hên xui cái chiêu 1 cộng 20% combat readiness á, thì các bạn cũng có thể build counter luôn. Nói chung là rất là nhiều lựa chọn cho các bạn, nhưng mà nên thiên hướng là về sát thương hơn là về thủ. Có nghĩa là bạn phải nên chú trọng attack cao một chút và phối hợp với team có buff attack. Đặc biệt cái này quan trọng nha các bạn, các bạn nên phối hợp với team có buff attack thì đó lượng sát thương gây ra mới được tối ưu. Còn nếu như các bạn đưa Strays vào team á mà không hề có một đứa nào để buff attack cho Strays á, thì cái chiêu 3 nó sẽ hơi cùi bắp. Rất là quan trọng các bạn nên đưa Strays vào cái team nào mà có buff attack để Strays có thể dùng cái chiêu 3 tốt hơn. Thì nói về cái hướng mà đi theo sát thương
trong PVP á, thì các bạn có thể dùng Shadow Speed chẳng hạn. Các bạn build chỉ số attack lên cái ngưỡng là khoảng 3.000-4.000. Đó là cái ngưỡng attack mà an toàn. Khi mà phối hợp thêm buff attack là cộng thêm 50% attack á, thì các bạn sẽ tự tin là sẽ 100% xuyên giáp hết tất cả những con tăng cờ trong game, trừ Senja ra. Bởi vì các bạn biết là Senja nó có passive buff attack lên rất là cao, cho nên là cũng hơi bị nguy hiểm khi đánh với Senja. Nhưng mà những con tăng cờ còn lại là các bạn tự tin one shot nó hết. Ngửa attack an toàn là 3.500-4.000. Các bạn có thể hạ attack xuống khoảng 3.000 nếu như các bạn không có đủ đồ cũng được, không sao cả. Crit chance thì các bạn đẩy lên một cao nhất có thể. Nếu mà không 100% được thì cũng khoảng chừng 80 trở lên. Mình thấy 80 trở lên là ngưỡng an toàn, mặc dù là dưới 100 thì coi như là 50, nhưng mà nếu mà không cho phép á, thì hãy nhắm là 80% crit chance trở lên. Critical hit damage thì các bạn với cái lượng attack cao như vậy thì các bạn không cần đánh mạnh lắm. Critical hit damage thì các bạn nhắm chừng đâu khoảng 240 trở lên, làm tròn là 250 trở lên đi. Thiệt ra là mình thấy cái ngưỡng là 230-240 cũng là ổn rồi, chứ không cần. Nhưng mà làm tròn là 250 crit damage trở lên đi ha, không cần đến mức là 300 crit damage đâu. Thì đó, thì cái những cái chỉ số quan trọng là attack từ 3.500-4.000, nếu không được thì khoảng chừng 3.000. Rồi crit chance thì cao nhất có thể, và crit damage là khoảng chừng 230-240-250 trở lên. Là khoảng đó là có thể ổn, là yên tâm để mà xúc mấy con tăng cờ rồi. Vậy thì cái chỉ số mà dôi ra dư ra là các bạn nên đưa vào đâu? Thì cái này tùy các bạn. Nếu như các bạn theo hướng bruiser thì các bạn hãy đẩy vô máu và def, thì các bạn có thể đẩy lên 15k máu, 1k5 def là hướng bruiser. Hoặc là các bạn có thể đẩy vô speed, đẩy lên khoảng chừng 250-260 speed gì đó, thì lúc đó là các bạn đưa stray vào team, thì các bạn không cần phối hợp với những đứa mà kéo gọi là cộng combat readiness. Thì đó là những lựa chọn, hoặc là bruiser hoặc là full speed cho các bạn có thể tham khảo. Hoặc là các bạn cũng có thể dùng cái lối build mà dồn sạch vô sát thương luôn cũng được. Các bạn dùng Oxlot buff lên và chơi chiêu 3 vô team địch, thì nó giết, nó chết bao nhiêu thì nó chết, xong rồi các bạn chờ thời cơ. Bởi vì các bạn có buff bất tử mà, các bạn chờ thời cơ, các bạn quăng thêm cái chiêu 2 vô nữa thì cũng được, cái đó cũng là một lựa chọn. Thì lúc đó các bạn sẽ dùng set chính, không phải là set speed nữa mà là set critical hit damage, hoặc là set attack cũng được. Nó sẽ linh hoạt được cái chỗ đó. Full sát thương để các bạn tống hết vào attack, crit damage và crit chance, rất là dễ. Đó là một cái low build thôi. Set đồ hai món thì các bạn có thể dùng set immunity, set critical. Các bạn dùng lối build bruiser thì các bạn có thể dùng set cộng máu cộng def gì đó. Về PvE, nếu như các bạn muốn dùng stray để đi one shot mấy con boss đó, thì sẽ hơi khó một chút. Các bạn cần phải có set rage, các bạn phải có chỉ số rất là cao mới có thể one shot được. Nhưng mà cái quan trọng là có thể one shot được. Bởi vì là Strays khi mà one shot những con boss, Wyvern chẳng hạn, Golem, Banshee, thậm chí Azimanax luôn, Strays sẽ không nhận được cái buff sát thương vì nó không phải là cái hệ khắc hệ của boss, cho nên nó hơi bị lỗ một chút, cần bù lại bằng cái chỉ số từ đồ. Nhưng mà khi mà có đồ set rage rồi á, các bạn kéo attack và crit damage nhân với nhau mà khoảng chừng 12.000 chẳng hạn, rồi phối hợp trong team là phải có buff attack chắc chắn rồi, và phải có debuff target vô con boss để mà tăng sát thương lên, thì lúc đó các bạn có thể one shot được dễ dàng. Và để an tâm luôn thì các bạn có thể dùng buff crit damage lên, các bạn có thể phối hợp với lại flan chẳng hạn để buff crit damage lên, rồi có thể phá giáp luôn con boss cho nó yên tâm. Thì đó là cái hướng build trong PvE one shot hình các bạn. Về artifact cho Strays thì rất là dễ, không có quá nhiều lựa chọn. Và cái lựa chọn mạnh nó cũng không phải là cái lựa chọn 5 sao nữa. Ví dụ ở đây artifact cho Warrior art 5 sao là Strays có mỗi cái Draco Black này thôi, là dùng cho Strays kiểu mà bruiser á, bởi vì là cộng crit damage và trừ sát thương từ đòn crit đi, khá ổn cho bruiser. Các bạn có thể dùng creation và destruction ở đây để mà hên xui trừ cooldown cho chiêu 3. Artifact 4 sao đây là nơi chứa cái artifact cực kỳ mạnh cho Strays, chính là Hellcutter. Đây là cái artifact rất mạnh, đặc biệt là Strays khi mà one shot mấy con boss.
Thì heo cách tờ theo mình thấy, mình đã thử luôn rồi, heo cách tờ nó chém gấp đôi sát thương so với khi các bạn dùng Daydream Joker luôn. Cho nên nếu như các bạn đã có cái phát heo cách tờ này mà phiên bản Max đó, là rất là tốt cho Strays. Nó là artifact 4 sao mà, cho nên cũng khá là dễ max so với những cái art 5 sao. Thì đây là art rất là tốt để mà dùng trong hình nói chung, và dùng trong PvP cũng được. Mặc dù PvP thì cái lượng sát thương cộng vô nó không có nhiều lắm, nhưng mà cũng là chấp nhận được. Và artifact common á, thì ở đây mới có những cái artifact mà dùng chính cho PvP theo kiểu gây sát thương. Artifact 5 sao dễ tìm chính là Symbol Unity. Đây là cái artifact trấn phái cho tất cả những hero gây sát thương chính đi PvP rồi. Rồi các bạn sẽ có thêm artifact Portrait of the Saviors, cũng vậy, cũng tăng sát thương. Về artifact 3 sao thì cũng có một người anh em Portrait, đó chính là Exorcist Tonfa, cũng tăng sát thương luôn, nhưng mà nó thấp hơn một chút, 16% thôi. Và nếu như các bạn không có một phiên bản Hellcutter Max để mà đi one shot hình, thì các bạn có thể dùng tạm Daydream Joker cũng được. Nhưng mà các bạn giữa hai artifact Joker và Hellcutter thì các bạn hãy nên dùng cả artifact Hellcutter hơn. Hoặc là các bạn nếu như mà muốn build Stray sẽ có kiểu mà trâu bò lắm á, thì có thể dùng Secret Sight. Thì biết đâu được khi mà Stray sau khi dùng chiêu 3 xong, hoặc là một lý do gì đó khiến Stray xuống dưới 50% máu rồi mới dùng chiêu 3, thì sẽ nhận được buff 25% attack, rồi sẽ hút một nửa sát thương gây ra được. Thì biết đâu được các bạn chặt một phát team địch mất 40.000 máu, rồi thêm những cái lượng sát thương vòng vòng kế bên nữa, rồi các bạn hút hết vô thì ít nhất là hồi 20.000 máu lại. Thì đó cũng là một cái lối suy nghĩ. Tuy nhiên các bạn cần phải sống sót được khi mà Stray dùng cái chiêu 3 đó. Thì các bạn nếu mà làm được chuyện đó thì các bạn có thể cân nhắc dùng Secret Sight, nhưng mà theo mình thấy nó hơi nguy hiểm. Rồi còn lại là những art dễ tìm khác như là Hellcutter, hoặc là những cái art comment farm trong guild, farm trong cốt truyện chẳng hạn. Thì đó là sơ sơ về artifact cho Strays của các bạn, nói chung cũng khá là dễ. Và đây là Strays của mình các bạn, rất là may mắn, phải nói là rất là may mắn luôn. Chỉ với khoảng đầu 4-50 lần summon gì đó là Strays đã về nhà rồi, cho nên là rất là may mắn. Thì chưa kịp max chiêu, chỉ mới max những thứ khác thôi, nhưng mà đặc biệt là chiêu 3 thì max rồi. Với cái hệ chỉ số như thế này các bạn, không có gì mạnh hết, thì cũng hơi mạnh nhưng mà nhìn chung là cũng không có gì ấn tượng hết. Thì 3900 attack, 283 crit damage và 100% crit chance. Artifact là Draco Black, rất là dở để mà gây sát thương. Nếu như có điều kiện thì có thể dùng những artifact như là Portrait of the Savior hoặc là Symbol Unity như nãy mình nói. Nhưng mà dù cho như vậy, với cái hệ chỉ số như thế này, artifact như thế này nó chém một phát Stray này chém tăng cờ là 40 mấy ngàn máu các bạn, 43-44 ngàn máu gì đó. Và chém FCC mà có khiên luôn á, có full khiên luôn, là FCC cũng mất 30 mấy ngàn máu. Thì làm gì có đứa hero nào mà 30-44 ngàn máu đâu, đúng không? Cho nên là coi như one shot gần hết những đứa tăng cờ luôn. Chỉ có một trường hợp duy nhất sống sót thôi, đó chính là General Burgess. General Burgess đó thì có 31.000 máu, và trong team đó chắc là có thêm mấy hiệu ứng giảm sát thương gì đó, như là Adamant Shield chẳng hạn. Thì lúc đó Strays của mình gây ra lượng sát thương là 29.000 máu, thì con Burgess bên kia còn tí máu, nhưng mà sát thương chính bên team địch thì chết. Cho nên là nhìn chung kết quả nó cũng vậy. Cho nên là các bạn có thể tham khảo với chỉ số như thế này, đã là 40 mấy ngàn máu rồi thì các bạn có thể giảm xuống một chút, mà kéo qua đẩy vào speed chẳng hạn, hay là đẩy vào máu với dép, thì lúc đó các bạn sẽ có một phiên bản tốt hơn là Strays này. Cái chiêu 2 này á, mặc dù là mới có cộng 2 điểm thôi, nhưng mà cleaver rất là tốt các bạn. Khi mà chơi chiêu 3 xong rồi team địch làm trò hề gì đó, rồi xong tới Stray bắn cái chiêu 2 này ra là team địch giặt dẹo luôn á. Thì hy vọng là qua cái video này các bạn sẽ có được một tí luck, một tí may mắn để có thể mà rước được Stray về nhà, bởi vì rất là vui các bạn, rất là vui nói thiệt. Đặc biệt là những bạn nào theo trường phái Cleaver là sẽ thấy Stray là một hero rất là ấn tượng luôn. Thì mình cũng xin kết thúc video review nhẹ Stray tại đây, và hy vọng là có thể đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích khi mà để mà build Strays. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ sau. Tạm biệt các bạn, bye.